triển khai đề án nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thực hiện mô hình ngôi nhà xanh tại 9 khu dân cư. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của phụ nữ địa phương trong việc phân loại, thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Không chỉ vậy, nguồn quỹ thu được từ mô hình đã giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em vươn lên trong cuộc sống. Đã thành thói quen, cứ tuần một lần, chị Đinh Thị Tâm cùng chị em phụ nữ và nhân dân khu dân cư số 9 huyện Côn Đảo lại đem các loại phế liệu trong nhà đến góp vào ngôi nhà xanh của chi hội phụ nữ. Trước đây, phần nhiều trong những loại rác này thường bị mọi người vứt bừa bãi, gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường, thì nay đã được phân loại và tập kết tại ngôi nhà xanh. Đến khi ngôi nhà xanh đầy, chi hội phụ nữ sẽ bán để gây quỹ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Để làm đầy ngôi nhà xanh này thì chúng tôi thường thu gom tầm khoảng 7 đến 10 ngày, cũng có khi là sớm hơn. Từ các nguồn, chúng tôi vận động chị em phụ nữ, rồi các hộ dân thu gom từ chợ này, chợ đêm này, hoặc là từ các nhà hàng khách sạn. Một là họ đưa tới bỏ vào đây, hoặc là tụi em sẽ đến tận nhà để mang về bằng gom bỏ vào ngôi nhà xanh. Ngôi nhà xanh đặt tại nhà văn hóa khu dân cư số 6 cũng trở nên quen thuộc với chị em phụ nữ và người dân mỗi khi có phế liệu, rác tái chế mang đến góp vào mỗi ngày. Chí hội vận động chị em là tham gia tích cực vào cái thu gom rác thải, và cũng hai nữa là cũng thực hiện theo phong trào của huyện đó, là phân loại rác. Phân loại rác tại nguồn thì những rác mà tái chế thì chị em cố gắng thu gom lại để mình bán và hỗ trợ cho những cái hội viên khó khăn. Rác thải nhựa, vỏ lon, vỏ chai là những phế liệu không còn giá trị sử dụng, nhưng tuổi thọ của chúng có thể lên đến hàng trăm năm. Nên khi tồn tại ngoài môi trường, chúng rất có hại cho đời sống của con người. Chính vì thế, mô hình ngôi nhà xanh là giải pháp được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo lựa chọn để tập kết, thu gom rác tái chế tại 9 khu dân cư, góp phần thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn tại huyện Côn Đảo. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình ngôi nhà xanh Côn Đảo đã thu gom được khoảng 3,5 tấn rác thải nhựa, gần 1 tấn vỏ lon, bán được hơn 40 triệu đồng, hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi mà triển khai mô hình ngôi nhà xanh, cái việc mà thu gom rác thải nhựa, đồ dùng trong sinh hoạt trong gia đình bằng nhựa, sản phẩm nhựa, lon thì được bà con nhân dân cũng toàn thể các hội viên hưởng ứng rất nhiều. Trong chuyến kiểm tra thực tế công tác triển khai đề án kinh tế tuần hoàn tại huyện Côn Đảo, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn tỉnh, đã đánh giá cao mô hình ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục triển khai nhân rộng, tạo sức lan tỏa hơn nữa mô hình này trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong việc phân loại, thu gom rác thải, từ đó chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ sự phát triển bền vững của huyện Côn Đảo.